Chào các bác nhá, hôm nay em lại quay trở lại với một lô vàng Grey Gutin có duy nhất số lượng có 5 cái. Thanh lý cho anh em, giá trên thị trường không dưới 2 triệu nhá. Không dưới 2 triệu mà bên em hôm nay bán sập sàn cho anh em luôn, giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu một tí tí thôi, mã Grey Gutin 3FX. Giá hôm nay bên em sẽ bán cho anh em rất là rẻ thôi, chỉ có hơn 1 triệu đây, đằng trước máy này. Gồm có hai volume tổng của mic và nhạc này. Mic và nhạc nhá. Và phần chỉnh bát tép và cân bằng loa của phần nhạc. Bát tép chung của phần mic và chỉnh echo này, G-pitch này, delay, chọn chế độ mode này, có 8 chế độ để anh em lựa chọn này. Delay, zoom, echo, heal, reverb, treo delay rồi echo, G-pitch, treo G-pitch, reverb, zoom. Đấy. Ba lỗ mic đằng trước này để anh em cắm mic dây này cho rất là tiện lợi này. Đấy, rất là dễ chỉnh thôi. Có thể chọn được chế độ AUX1, AUX2 này, Bluetooth này, cổng quang này, USB này. Đấy. Và optical này, cổng quang đấy. AUX này. Đấy, rất là nhiều cổng, có cả cắm USB để anh em chơi nhạc sẵn trong USB nhá. Lấy những cái nhạc gọi là nhạc dung lượng cao để không bị cắt giải này. Đấy, khuôn mặt rất là đẹp. Mặt phay nhôm nhá, mặt phay nhôm toàn bộ đây trên nắp lưng này. Mặt phay nhôm toàn bộ, mặt nắp lưng rất là đẹp này. Hai luống volume tổng của nhạc này, của mic này. Đấy, đây em sẽ quay phía sau cho anh em này. Đây nhá, phía sau của máy đây. Phía sau của máy thì cũng như các vang cơ khác sẽ có cổng quang này, cổng con toner này, nhấn có nút nhấn để chống hú này, nhấn và nhả chống hú này, dâu bluetooth này, có hai lỗ vào cổng AUX này, hai cổng đầu ra nép vào loa này, cổng center này, volume chỉnh của center, cổng sub này, có hai volume cắt sub và volume của sub này, và nguồn. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Anh em có thể ghép đẩy này, ghép âm ni, kể cả những cái âm ni cổ để nghe nhạc anh em cũng có thể ghép vào để hát. Dòng này chống rú cực kỳ tốt nhá, chống rú cực kỳ tốt luôn. Anh em dễ chỉnh, rất là dễ chỉnh, 8 chế độ để anh em chỉnh nhá. Hôm nay bên em có số lượng chỉ có khoảng 5 cái thôi để xả cho anh em với giá chỉ hơn 1 triệu. Giá hôm nay bên em xả sẽ là 1.300.000 đồng, được tặng một đôi dây jack calon và bao ship cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Chỉ có duy nhất 5 con xả cho anh em thôi, số lượng rất là ít. Anh em hãy nhanh tay liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 0349718410 nhá. Vàng GD Gutin. Đấy, Brabus 3FX nhá. Dòng vàng rất là đẳng cấp hiện nay. Đấy, rất là đẹp, sang trọng. Đấy, chống hú tuyệt đối luôn, anh em chống hú lên đến 80-90% anh em hát ghép với những âm ni cổ ngày xưa hoặc là âm ni nghe nhạc hát rất là hay. Đấy, dễ chỉnh, chỉnh rất là dễ, anh em ai cũng có thể chỉnh được, chỉnh ở ngay đằng trước thôi, dùng ngay cái tô vít bút thử điện hoặc là đầu mũi dao hoặc là móng tay cũng có thể chỉnh được luôn, không cần phải nâu na gì cả, rất là dễ chỉnh thôi. Số lượng duy nhất chỉ có 5 con anh em nhá, nhanh tay. Số lượng duy nhất bên em xả cho anh em với giá 1.300.000 đồng, bao ship tặng kèm dây rắc kết nối xuống đẩy hoặc âm ly. Đấy, số lượng chỉ có 5 chiếc nhá, anh em nhanh tay